Bản công tác của ban dân tộc hội đồng nhân dân huyện đã giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp hội đồng nhân dân hai xã Ngọc Sơn và Quang Trung nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Văn Thân, phó trưởng ban dân tộc hội đồng nhân dân huyện chủ trì tại các buổi giám sát. Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, hội đồng nhân dân hai xã Ngọc Sơn và Quang Trung nhận được 41 ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền về xem xét giải quyết. Trong đó lĩnh vực kinh tế 20 ý kiến kiến nghị, lĩnh vực văn hóa xã hội có 12 ý kiến kiến nghị, lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, các phong trào và xây dựng nông thôn mới, hoạt động của hội đồng nhân dân, tiếp xúc cử tri, cải cách hành chính 9 ý kiến kiến nghị. Công tác chỉ đạo giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được ủy ban nhân dân hai xã quan tâm thực hiện, huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri. Kết quả 100% các ý kiến kiến nghị của cử tri được tổng hợp, tiếp thu và trả lời cơ bản, đảm bảo về mặt nội dung và đúng thời gian quy định của pháp luật. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó trưởng ban dân tộc Hội đồng nhân dân huyện Lê Văn Thân yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cá nhân giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan tâm đến việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri đã được kiến nghị nhiều lần liên quan đến nhiều người tiếp tục kiểm tra đôn đốc thực hiện có lộ trình cụ thể đối với các ý kiến kiến nghị đang giải quyết tiếp tục chỉ đạo công tác đối thoại giữa cơ quan chức năng với cử tri và nhân dân phân công cán bộ giải quyết trả lời phải đúng thẩm quyền và kịp thời báo cáo giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cần cụ thể hơn hạn chế trả lời chung chung